bắt một đối tượng chống phá nhà nước. Chỉ 1.000 đồng, chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ. Phá hội nhóm kín diễn viên, ca sĩ bán dâm với giá đến hàng trăm triệu đồng. Bắt một đối tượng chống phá nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, bị can Phạm Văn Trờ bị cơ quan an ninh điều tra cáo buộc đã đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ xúc phạm lãnh tụ lên mạng xã hội. Hôm qua, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Trờ, sinh năm 1964, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện từ năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, bị can Phạm Văn Trờ đã quản lý và sử dụng tài khoản Facebook Trờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân phát livestream đăng tải, chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xúc phạm lãnh tụ. Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ 7 video đều do Phạm Văn Trờ phát ngôn, đăng tải trên Facebook có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ xúc phạm lãnh tụ. Kết quả trưng cầu giám định, cơ quan chức năng đã xác định các video do bị can Phạm Văn Trờ đăng tải trên mạng xã hội có nội dung âm thanh, giọng nói, hình ảnh mang tính chất tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân. Cùng với đó, các video cũng có tính chất kích động, kêu gọi chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xúc phạm vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Trờ thừa nhận là người quản lý sử dụng tài khoản Facebook Trờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân để phát livestream đăng tải, chia sẻ các video clip xúc phạm nghiêm trọng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lãnh tụ. Chỉ 1.000 đồng, chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy, sinh năm 1988, ngụ Bình Dương về hành vi buôn lậu. Theo thông tin từ Cơ quan Công an, từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2022, Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh, do Minh làm giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu loại hình E31. Tuy nhiên vào tháng 3 năm 2022, sau khi nhập khẩu 600 tấn hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng, Duy mang bán 300 tấn cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng một cân, thu về số tiền 10 tỷ đồng. Một số dư luận trên mạng xã hội cho rằng việc khởi tố bắt giam đối với hành vi của Duy là hơi mạnh tay của cơ quan chức năng. Với luận điểm cho rằng Duy nhập khẩu điều với đơn giá là hơn 29.000 đồng một cân, bán lại với giá 30.000 đồng một cân, tức là thu lợi chưa đến 1.000 đồng mỗi cân điều bán được, là quá thấp so với lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Liệu hiểu như vậy đã đúng chưa? Giữa tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Hồng Sơn, sinh năm 1978, ngụ Bình Dương cùng với hành vi tương tự. Lưu Hồng Sơn là giám đốc công ty chế biến và kinh doanh nông sản, trụ sở đặt tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Từ năm 2018 đến năm 2022, Sơn đã nhập khẩu hơn 23.400 tấn hạt điều nguyên liệu, được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, trị giá hàng hóa kê khai là 646 tỷ đồng. Trước đó ngày 15 tháng 1, đại diện Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam khám xét chỗ ở đối với ông Vũ Xuân Đồng về tội buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức. Theo đó, vụ án buôn lậu do ông Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm thực hiện với phương thức thủ đoạn lợi dụng quyết định số 18 ngày 14 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng để lập các công ty ma, sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định khống, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Có thể thấy hành vi buôn lậu của các đối tượng phạm tội hiện nay có xu hướng tinh vi hơn rất nhiều. Không còn là việc tải hàng qua các đường biên giới với các mặt hàng nhỏ lẻ. Hiện nay các đối tượng đã công khai sử dụng phương thức thông quan, lợi dụng các kẽ hở thông thoáng của thủ tục hải quan hoặc trực tiếp móc nối với các cán bộ hải quan, cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường để hợp thức hóa các mặt hàng buôn lậu. Với chênh lệch giữa giá nhập khẩu và bán lại, đối tượng Đồng Minh Duy đã thu lợi hơn 300 triệu đồng. Thế nhưng việc thu lợi bất chính của Duy lại gây hại trực tiếp cho nhà nước và nền kinh tế không hề nhỏ. Đầu tiên là về mặt quản lý nhà nước, việc lợi dụng mức thuế suất ưu đãi tạm nhập tái xuất đã làm thất thoát thu thuế của nhà nước lên đến hàng tỷ đồng. Tiếp theo ảnh hưởng lớn nhất chính là sự mất cân bằng của thị trường điều trong nước. Theo khảo sát, giá điều thô chưa phơi khô trung bình là từ 30.000 đến 40.000 đồng một cân, tùy theo mùa điều. Giá này sẽ cao nhất vào đầu mùa và giảm dần vào cuối mùa. Giá điều cũng theo giá cả thị trường, khi nguồn cung khan hiếm thì giá sẽ tăng và ngược lại. Rơi vào cuối mùa thì giá điều giảm dần vài trăm đồng đến vài nghìn đồng. Bởi vì khi này hạt điều nhỏ, sâu nhiều và tỷ lệ nhân cũng không cao. Vào các tháng bình thường trong năm, khi nguồn cung hiếm, giá điều sẽ được đẩy lên 60.000 đến 70.000 đồng một ký là điều quá hiển nhiên. Từ đó cho thấy việc bán điều của Duy đã làm chênh lệch giá thành điều thô ở thị trường trong nước. Từ đó làm lũng đoạn thị trường, đe dọa trực tiếp các doanh nghiệp, nông dân trồng điều trong nước. Với người tiêu dùng, việc giá hạt điều thấp sẽ có lợi, nhưng lợi ích cân bằng chỉ đến khi mặt bằng giá được điều chỉnh nhờ vào hiệu suất tối ưu sản xuất, chứ không phải đến từ hành vi trục lợi về thuế. Từ lẽ đó, không chỉ là câu chuyện chỉ 1.000 đồng trong hành vi phạm tội của Duy, xa hơn còn là hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây hại cho hàng loạt doanh nghiệp và người nông dân. Do đó, việc nỗ lực xử lý của cơ quan chức năng đối với các hành vi gian lận thương mại như buôn lậu, làm hàng giả, hàng kém chất lượng thời gian qua là rất cần thiết, với mục tiêu tái lập thị trường kinh doanh lành mạnh sẽ đảm bảo cân bằng lợi ích của người sản xuất, doanh nghiệp và cũng là của chính người tiêu dùng. Phá hội nhóm kín diễn viên, ca sĩ bán dâm với giá đến hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan công an xác định số lượng gái bán dâm được Nguyễn Hữu Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt. Thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL. Ngày 30 tháng 1, tin từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thái, sinh năm 1998, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó ngày 17 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hai cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, công an đã triệu tập khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Thái, thu giữ đồ vật, tài liệu như tiền mặt, sổ tiết kiệm và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng, 3 điện thoại di động iPhone. Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự xác định Thái đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, án 2 năm tù, ra trại ngày 2 tháng 6 năm 2022. Dựa trên các mối quan hệ xã hội phức tạp, sau khi ra tù, từ tháng 8 năm 2022, Thái sử dụng các nick ảo, hình đại diện là nữ giới để tham gia vào các hội nhóm kín có liên quan đến các hoạt động mại dâm trên mạng xã hội, Zalo ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mục đích của Thái tham gia các nhóm Zalo để tìm gái có nhu cầu bán dâm nhằm thu thập thông tin, tuyển chọn lôi kéo những người này về hoạt động cho đường dây mại dâm do Thái điều hành. Cùng với đó, Thái đã tạo lập mua lại các nhóm kín Telegram để giữ quyền quản trị điều hành với các nick ảo, hoạt động với mục đích tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm nhằm thu lợi bất chính. Thành viên muốn tham gia nhóm Telegram do Thái lập ra phải trả tiền phí thì mới được Thái duyệt cho vào nhóm. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì xem thông tin gái bán dâm trên nhóm và trực tiếp liên hệ với Thái để bị can này gửi ảnh thông tin cá nhân cho lựa chọn. Khi khách hàng chọn được gái bán dâm ưng ý để mua dâm thì liên hệ với Thái để thỏa thuận số tiền bán dâm với mức giá từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng của gái bán dâm. Nam thanh niên 26 tuổi này đã sử dụng thông tin đa phương tiện để quảng cáo các nhóm kín của mình đến với nhiều người qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok, YouTube, sử dụng và công khai cùng lúc nhiều tài khoản quản trị, thực chất chỉ có Thái quản lý để tăng mật độ tương tác, tạo hiệu ứng tâm lý về quy mô hình ảnh của các nhóm, nên chỉ trong thời gian ngắn, số lượng các nhóm kín và số lượng các thành viên của các nhóm tăng lên rất nhanh.
Cơ quan công an xác định Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên của các nhóm này là 65.000 thành viên. Theo lời khai của Thái, thành viên tham gia trong các nhóm có ở hầu hết tỉnh thành trong nước và cả ở nước ngoài. Trên các nhóm kín này, Thái đăng link báo, hình ảnh, tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và giá tiền của gái bán dâm để môi giới bán dâm. Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt. Thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL. Đáng chú ý, gái bán dâm được Thái cập nhật thường xuyên. Thời điểm bị can này bị bắt, vẫn còn hàng chục gái bán dâm đang đợi Thái duyệt, đưa lên các nhóm kín để được tú ông môi giới bán dâm. Theo lời khai của Thái, từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện, bị can này đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỷ đồng.